làm cho nó cọ. ướt cọ nè, chứa cọ nè ha, đứng cọ nè, dễ là đứng cọ nè, chị thấy em đứng cọ không? À, em chỉ một vòng tròn được chưa? Rồi xong em cho con khăn giấy cho nó ấy chút xíu rồi bắt đầu em hút nhẹ ra nè, em dồn lại nè, em dồn lại nè, em hút màu ra bớt nè, chị thấy không, nó còn đọng lại chút xíu mờ mờ ở đây thôi nè, này gọi là kỹ thuật vẽ màu nước đó, được cánh hoa nè, lẹ không, nó rất là dễ luôn không. Rồi xong tiếp tục nữa nè, Được, thấy dễ gì kéo còn dễ luôn. dạ rồi tiếp tục ha, em lấy nè, em lại lấy một cái cọ đó nè ha, em lại lấy màu tiếp tục, rồi em vẽ ở đây nè, từ đây nè ha, em lại tiếp tục qua đây em vẽ một cái cánh đây Đúng nữa, nữa. em vòng qua đây, Rồi. chị vẽ đứng cọ nha, Đúng. đúng rồi đó. Xong em còn lấy màu ra bớt này không, cẩm chỉ cho nó động lại tí xíu thôi, động hơi hơi không động nhiều, rửa cọ cái nè để cho nó sạch cọ đi, sạch cọ đi, em lấy nhẹ nhẹ ra nè, chị thấy không, em chừa cho nó ít ít trên này thôi nè, nó ở dưới này đậm đậm, em ở dưới này em để đậm đậm tí xíu ha, hút ra, hút mà đó, hút ra nè, chị thấy không, đó được hai cánh hoa đó, cọ này hay dùng tới cánh thứ ba nè. Rồi cánh thứ ba bên này em lại tiếp tục em vẽ đây nè, em vòng đây nè, em vòng đây nè, được chưa, rồi em chùi cọ nhanh không, vẽ này nhanh lắm luôn á. Rồi bắt đầu cái em chùi cho nó hết nước đi, em hút ngược ra nè, em quay đây em hút ngược ra nè, em hút ngược ra, em lấy màu ra, em lấy màu ra từ từ nè, đó em cứ lấy từ từ để em hút ra chị, khi mà chị chùi cọ khô là nó tự hút lên cho cọ chị à, để em chừa miếng đồng đồng ở đây thôi đó, chừa miếng đồng đồng đây nè, đó ba cánh này đó, thấy không. Rồi tới cánh thứ tư tiếp tục lấy màu, mình làm cho lỏng lên, mình màu nước mà nha, ra mình làm lỏng lỏng ra. Rồi tiếp tục cánh thứ tư nè, đây nè, em đây vẽ vòng đây, em vòng một cái vòng tròn đây nữa nè. À. Rồi, em cho vô đây. À, đúng rồi, chỉ vậy thôi đó, chỉ vẽ thành vòng tròn thôi đó, nắp thứ tư nè. Rồi tiếp tục cánh nữa, mình để nó khô khô mình vẽ cánh tiếp tục ha, hoặc là chị muốn vẽ chồng là chị phải để khô khô nha, còn 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 nếu chị vẽ mà không có chồng cắm với nhau á thì chị vẽ bình thường, chị không cần để khô đâu, tại vì khô chị chồng nó không có bị loang đó nè, hút màu ra nè, trời ơi, em hút ra từ từ, em lấy màu ra từ từ rồi đó. Đó chị thấy không? Đã được 5 cánh hoa đó. Giờ thêm cánh nữa, còn trống thì mình thêm cánh nữa nè. Lúc này màu đây nó khô rồi. Giờ đây em vẽ chồng cánh này với cánh này chồng lên đây. Nè. Nè. Thấy không? Rồi, em dọn về thế này. Em dọn cánh này về vô cuối nè. Đó, được cái bông hoa nè chị. Đó, rồi xong rồi lấy cái màu đen nè. Chút màu đen nè. Đó, lá bông hoa đó. Chùi nhẹ đi. Lấy tí xíu màu đen nè. Tới đây mình quẹt nó vô đó, vậy nó ra cái này chắc một ngày chờ nó mất thời rồi, gian. mình chấm vào cái nhị đây nè. Rồi xong đó, dễ mà đúng không, rồi khô tớp lên khô rồi tớp lên thôi ha. Rồi không có dễ.